Kính chào quý vị, hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 8 năm 2024, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhất trí mở cửa trở lại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ hôm nay 13 tháng 8 sau thời gian tu bổ định kỳ. Từ hôm nay 13 tháng 8 đến 17 giờ ngày 17 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai công tác lọc ảo trên hệ thống. Trong phần tin thế giới, nắng nóng khắc nghiệt hoành hành ở nhiều nước châu Âu. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 và công tác tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2024. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhất trí mở cửa trở lại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đón đồng bào và khách quốc tế vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày hôm nay 13 tháng 8 năm 2024. Theo báo cáo, từ ngày 15 tháng 8 năm 2023 đến ngày 31 tháng 7 năm 2024, Ban Quản lý Lăng đã đón tiếp gần 2 triệu lượt đồng bào và khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đón tiếp gần 14.000 lượt người viếng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đặc biệt, Ban Quản lý Lăng đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt về nhân lực, vật tư, phương án, phối hợp hiệp đồng, triển khai thực hiện tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2024, đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối, đúng tiến độ đề ra. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cụm di tích lịch sử văn hóa Ba Đình gồm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh, khu hành chính chính trị đặc biệt Ba Đình có ý nghĩa, giá trị to lớn, quan trọng đối với đất nước. Việc giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và bảo quản, tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị cụm di tích vừa là trách nhiệm cao cả, vừa là niềm vinh dự, tự hào, thể hiện tình cảm của nhân dân ta đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và truyền thống lịch sử dân tộc. Trên tinh thần vượt nắng, thắng mưa, không thua giá rét, tổ chức tốt lực lượng thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm cao liên tục, không ngừng nghỉ 24/7. Để quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng tốt các cái công trình kiến trúc, hệ thống thiết bị, giữ gìn cảnh quan, môi trường, khang trang, sạch đẹp, bảo đảm an ninh an toàn cho nhân dân. Chúng ta đã làm tốt rồi thì phải làm tốt hơn nữa. Rồi xác định rõ nhiệm vụ, rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ kết quả. Để chúng ta kiểm đếm cho nó dễ. Thủ tướng yêu cầu Ban Quản lý Lăng tổ chức phục vụ tốt, chu đáo các hoạt động thăm viếng của đồng bào và khách quốc tế, các lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ cấp nhà nước, của lãnh đạo đảng, nhà nước và các đoàn viếng của nguyên thủ quốc gia, đoàn lãnh đạo cấp cao các nước. Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong nghiên cứu về ướp, bảo quản, đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu và thực nghiệm khoa học, phấn đấu đến năm 2030, làm chủ hoàn toàn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, an toàn tuyệt đối thi hài Bác. Thực hiện kế hoạch của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc chức việc trong các tôn giáo năm 2024 khóa 26. Lớp bồi dưỡng khai giảng từ ngày 13 tháng 8, bế giảng vào ngày 16 tháng 8 năm 2024, bao gồm 8 chuyên đề học. Học viên được phổ biến các kiến thức về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về quốc phòng và an ninh, kết hợp phát triển kinh tế xã hội, về hoạt động đối ngoại gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần trong tác chiến phòng thủ, nâng cao nhận thức, năng lực cho các đối tượng. Qua đó, tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả trong tổ chức, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ủy ban Nhân dân quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá công tác sắp xếp khu phố trên địa bàn quận theo quy định của Trung ương. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân quận 10, thời gian qua, ban điều hành khu phố, tổ dân phố có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính trị tại địa phương trên tất cả các lĩnh vực, là cầu nối giữa chính quyền địa phương với nhân dân, truyền tải các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, là kênh trực tiếp để triển khai các nội dung chỉ đạo của chính quyền đến nhân dân. Đồng thời là nơi tiếp nhận ý kiến phản ánh nguyện vọng của người dân để xử lý kịp thời,
không để tình trạng bức xúc kéo dài trong dân, là nơi phát huy tính dân chủ cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan đảng, nhà nước tại địa phương. Sau khi sắp xếp theo nghị quyết số 11 của Hội đồng Nhân dân thành phố, quận 10 từ 79 khu phố và 969 tổ dân phố sắp xếp thành 116 khu phố với 66.427 hộ gia đình và 231.847 nhân khẩu. Bí thư quận ủy Lê Văn Minh ghi nhận và đánh giá cao các cá nhân đã tham gia đóng góp trong hoạt động khu phố, tổ dân phố trong thời gian qua, để khu phố mới sau khi sắp xếp đi vào hoạt động đạt hiệu quả theo đúng tinh thần của nghị quyết. Đồng chí đề nghị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường và trưởng các tổ chức chính trị xã hội phường trong thời gian 6 tháng lựa chọn nhân sự để tổ chức bầu cử các chức danh đảm bảo theo quy định. Yêu cầu của công tác nhân sự là phải được thực hiện công khai, dân chủ, bảo đảm số lượng, cơ cấu hợp lý. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tặng bằng khen và huy hiệu thành phố cho 203 cá nhân có thời gian tham gia từ 30 năm trở lên trong hoạt động khu phố, tổ dân phố. Ủy ban Nhân dân quận 10 cũng tặng giấy khen cho 23 tập thể và 23 cá nhân đạt thành tích trong thực hiện kế hoạch sắp xếp khu phố trên địa bàn quận. Ban chỉ đạo 138 phường Tân Chánh Hiệp quận 12 tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Đây là phường được Ban chỉ đạo 138 quận 12 chọn tổ chức làm điểm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 trên địa bàn quận 12. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường Tân Chánh Hiệp không ngừng phát triển và đạt được những kết quả tích cực, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Trong 8 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn phường xảy ra 29 vụ phạm tội về trật tự xã hội, khám phá 18 vụ, bắt 36 đối tượng, tỷ lệ khám phá 62,07%. Phường tiếp tục nhân rộng mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng gắn với tổ tự quản về an ninh trật tự, đồng thời duy trì hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự. Tại ngày hội, Ban chỉ đạo 138 phường Tân Chánh Hiệp công bố ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại địa bàn 36 khu phố, ký kết giao ước thi đua với các đơn vị hành chính trên địa bàn. Dịp này, có 44 tập thể có thành tích xuất sắc trong ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 đã được Ủy ban Nhân dân phường Tân Chánh Hiệp khen thưởng. Ủy ban Nhân dân phường trao tặng 33 phần quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Với chủ đề quản lý xơ vữa động mạch, mở rộng chân trời trong kỷ nguyên hiện đại, Hội nghị khoa học xơ vữa động mạch Việt Nam lần thứ 2 năm 2024 đã thu hút sự tham gia của hơn 800 đại biểu, gồm các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia y tế, điều dưỡng, dược sĩ và kỹ thuật viên từ khắp nơi trên thế giới. Hội nghị năm nay tập trung vào các chủ đề nóng như tác động của biến đổi khí hậu đối với tình trạng xơ vữa động mạch, rối loạn lipid máu và di truyền học trong xơ vữa động mạch, cùng với các yếu tố nguy cơ tim mạch trong các bệnh lý đồng mắc như béo phì, đái tháo đường, gan nhiễm mỡ, tăng huyết áp. Cái điểm mới mà cái điểm quan trọng, điểm nổi bật trong cái hội nghị lần này đó thì đó là vấn đề chúng ta xem xét một cái bệnh lý rất là quan trọng, đó là bệnh lý xơ vữa động mạch. Đây là cái nguyên nhân mà gây ra khoảng 70-80% cái nguyên nhân tử vong trên toàn cầu của chúng ta đó. Hội nghị đánh dấu sự thành công của Phân hội xơ vữa động mạch Việt Nam VAS trong quá trình hội nhập quốc tế, đồng thời đặt nền móng cho những bước tiến mới cho phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tim mạch phức tạp trong kỷ nguyên hiện đại. Hiện có khoảng 3 triệu trẻ em trên cả nước mắc tật khúc xạ về mắt, trong đó 66% là bị cận thị, tập trung chủ yếu ở đô thị. Hiện là thời điểm vàng để phụ huynh đưa trẻ đi kiểm tra nhãn khoa định kỳ trước khi nhập học. Cận thị tuy có thể điều chỉnh bằng cách đeo kính gọng, nhưng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ dẫn đến các bệnh lý khác về mắt trong tương lai. Nhược thị là hiện tượng suy giảm khả năng hoạt động của dây thần kinh và cơ quan thị giác, dẫn đến việc một hoặc hai mắt không nhìn rõ dù đeo kính đúng độ. Trẻ mắc bệnh lý này thường có các triệu chứng như nheo mắt, nghiêng đầu khi nhìn, lé lác. Tuy nhiên, bệnh lý này không thể phát hiện tại các tiệm cắt kính thông thường. Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt Nga là cơ sở nhãn khoa duy nhất trực thuộc Bộ Y tế có thể đồng thời phát hiện, điều trị nhược thị bằng công nghệ độc quyền được chuyển giao trực tiếp từ châu Âu. Để điều trị nhược thị, các bé cần được đeo kính đúng độ và tham gia luyện tập trên máy laser, điện tường, từ trường để kích thích chức năng thị giác nhằm tối ưu kết quả điều trị và tăng cường khả năng phục hồi. Trẻ điều trị càng sớm, khả năng phục hồi sẽ càng cao. Đã có rất nhiều trẻ cải thiện thị lực sau khi điều trị tại bệnh viện và định kỳ quay lại tham gia khóa tập để có thể đạt được thị lực 10 trên 10. Nhược thị có thể gây giảm thị lực vĩnh viễn nếu không được điều trị sớm. Để tầm soát tật khúc xạ cũng như nhược thị và điều trị kịp thời các bệnh lý về mắt, phụ huynh cần định kỳ đưa con đến các cơ sở y tế nhãn khoa uy tín để kiểm tra định kỳ 6 tháng một lần.
Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu các trường công bố điểm chuẩn trúng tuyển và thông báo kết quả trúng tuyển đợt 1 chậm nhất là 17 giờ ngày 19 tháng 8. Cụ thể bắt đầu từ ngày hôm nay 13 tháng 8 đến 17 giờ ngày 17 tháng 8. Bộ sẽ triển khai công tác lọc ảo trên hệ thống. Việc lọc ảo được thực hiện 6 lần. Lần lọc ảo thứ 6 sẽ hoàn thành vào 16 giờ ngày 17 tháng 8. Trước 17 giờ ngày 17 tháng 8, các trường sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đại học, cao đẳng, ngành giáo dục mầm non đợt 1 năm 2024. Hệ thống hỗ trợ xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất. Diễn đàn Việt Nam thời khắc Việt, một dự án được khởi xướng và chủ trì bởi Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào ngày 16 và ngày 17 tháng 8 năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn quy tụ các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực văn hóa, sáng tạo, kinh tế hướng đến mục tiêu xác định thương hiệu đất nước Việt Nam và kết nối người Việt trên khắp thế giới. Để chuẩn bị cho diễn đàn, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đối tác và cộng sự đang gấp rút hoàn thành những bước chuẩn bị cuối cùng về nội dung, tổ chức, truyền thông, kỹ thuật để hướng tới 2 ngày diễn đàn thành công. Tổng số diễn giả thì có khoảng gần 80 người. Và chúng tôi cũng đã làm việc với các diễn giả để mà chuẩn bị cho các cái phiên thảo luận về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất. Thì chúng tôi được sự cộng tác của Đại học Hồng Bàng. Đại học Hồng Bàng hiện nay thì cũng đang chuẩn bị các loại phòng họp và cũng như là các phương tiện kỹ thuật. Tất cả công chúng mà có quan tâm thì sẽ vào trong cái cổng đăng ký do công ty Quickcom hỗ trợ cho diễn đàn và đăng ký tham dự hai cái ngày hội nghị là ngày 16 và ngày 17 tháng 8. Phiên khai mạc sẽ được diễn ra vào lúc 9 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2024 tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Sau lễ khai mạc sẽ có các hoạt động, phiên toàn thể, báo cáo và trao đổi về khảo sát thương hiệu và căn tính Việt, phiên thảo luận xác định và xây dựng thương hiệu của Việt Nam và đối thoại với tuổi trẻ với chủ đề Câu chuyện Việt Nam. Hơn 1.500 học sinh đa quốc gia của trường mầm non quốc tế Canada-Việt Nam CVK và trường song ngữ quốc tế Canada BCAS thuộc hệ thống giáo dục Anh quốc Shakespeare Việt Nam háo hức trong ngày đầu tiên của năm học mới. Học sinh được chào đón bởi đội ngũ ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên đa văn hóa trong trang phục phong cách Việt Nam và Anh quốc. Ngay tụ trường, học sinh Shakespeare Việt Nam rạng rỡ tự tin trong trang phục mới, được lấy cảm hứng từ đồng phục trường Shakespeare School Anh Quốc, giúp học sinh khối mầm non và khối phổ thông thỏa sức trải nghiệm các hoạt động tại nhà trường. Liên kết giáo dục quốc tế Shakespeare School Anh Quốc là đòn bẩy cho sự phát triển vượt trội của nhà trường từ năm nay và nhiều năm học nữa. Nhà trường không chỉ tập trung vào việc phát huy năng lực học tập mà còn là sự phát triển ở nhiều khía cạnh để mỗi học sinh đều có thể tự tin, bản lĩnh, trở thành thế hệ tương lai với những kỹ năng và kiến thức toàn diện. Chuẩn bị cho năm học 2024-2025, Shakespeare Việt Nam đã tiến hành nâng cấp hơn 200 hạng mục, bao gồm các phòng chức năng như thư viện, phòng thí nghiệm, phòng kịch nghệ, sân thể thao pickleball và nhiều hạng mục khác theo chuẩn quốc tế, góp phần mang đến môi trường học tập toàn diện dành cho học sinh khối mầm non và khối phổ thông. Bên cạnh đó, nhà trường còn chào đón nhiều giáo viên mới với chuyên môn cao đến từ Đại học Cambridge, Anh Quốc, gia nhập đội ngũ giảng dạy cũng như mở rộng chương trình giảng dạy cùng nhiều lộ trình học tập chuẩn quốc tế. Lễ khánh thành Victoria School Riverside tại quận 8 vừa diễn ra với sự góp mặt của đông đảo phụ huynh học sinh. Đây là trường học theo mô hình hạnh phúc của UNESCO. Ngoài chương trình quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường giảng dạy chương trình quốc tế Cambridge và các chương trình trải nghiệm với nhiều hoạt động ngoại khóa phong phú. Với khuôn viên xanh, phòng học thông thoáng, Victoria School Riverside tạo môi trường học tập trong lành. Trong tòa nhà chính của trường, mọi không gian từ lối đi, thư viện, khu vui chơi đều được tô điểm bởi các loại cây xanh mát. Bên cạnh đó, các tầng đều được bố trí theo nhiều chủ đề để tăng nguồn cảm hứng học tập cho học sinh. Tại Victoria School Riverside, học sinh tốt nghiệp có thể đạt được cả chứng chỉ quốc gia và quốc tế. Trường còn có không gian thư viện mở từ tầng 2 đến tầng 6 cùng hàng chục ngàn đầu sách. Điểm khác biệt ở trường Riverside là chúng tôi tập trung vào phát triển kỹ năng của trẻ và nhấn mạnh vào tương tác trong lớp học. Thầy cô giáo là người tạo mọi điều kiện, hướng dẫn các em học sinh để các em học tập và tạo động lực để các em yêu thích học hành. Khi học sinh có được điều này, các em khi trưởng thành sẽ ứng dụng những gì đã học, không chỉ là kiến thức đã học mà là cả các kỹ năng vào cuộc sống.
cơ sở vật chất để cho mình có thể yên tâm, cho con tạo cho con cái tâm trạng phấn khởi khi học tập trước. Rồi sau đó là cái chương trình học. Thì ở đây thì ngoài chương trình học song ngữ, năm nay có phát triển thêm là cái mở thêm cái chương trình đơn ngữ thì phù hợp với lại bé con nhà chị. Victoria School Riverside còn ứng dụng công nghệ thông minh vào vận hành và giảng dạy. Các phòng học đều được trang bị bảng thông minh, máy tính bảng, ứng dụng mobile app, thiết bị thẻ thông minh, hệ thống cửa thông minh để đảm bảo an toàn. Trường cũng trang bị hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, gồm nhà thi đấu đa năng, nhà hàng, studio sáng tạo, các phòng phục vụ giải trí và thể chất cho các em học sinh. Là đại diện bán hàng tại Việt Nam cho hãng Kimo Sauerman của Pháp, công ty trách nhiệm hữu hạn Fuco mang đến đa dạng các thiết bị, dụng cụ đo lường và kiểm soát môi trường chất lượng khi tham gia triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam năm 2024. Chúng tôi là nhà sản xuất các thiết bị đo lường cầm tay trong môi trường không khí, các thiết bị về phân tích khí thải, cam kết mang đến những giải pháp đo lường và kiểm soát môi trường hiện đại và chính xác. Với tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2008, các sản phẩm của Miko Sauerman luôn đảm bảo độ tin cậy cao, giúp khách hàng yên tâm khi sử dụng trong các ứng dụng quan trọng. Nhằm thiết thực hỗ trợ bà con khó khăn vùng phên dậu, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của cán bộ công nhân viên, công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật an toàn môi trường Hòa Phát đã thực hiện chương trình an sinh xã hội Nghĩa tình biên cương tiếp bước tương lai, chăm lo cho 200 bà con nhân dân, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Đến với chương trình, bà con và các em học sinh đã được hòa mình với nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích, thú vị như cắt tóc miễn phí, tham gia các trò chơi dân gian, trò chơi vận động, được chăm lo những bữa ăn dinh dưỡng. Đặc biệt, ban tổ chức cùng với các mạnh thường quân, đơn vị phối hợp đã trao tặng những phần quà thiết thực gồm học bổng, nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập, máy lọc nước cho các em học sinh trường trung học cơ sở Mỹ Thạnh Tây, bà con xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. Những phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm của những người thực hiện chương trình, góp phần chúng ta chia sẻ với địa phương, gia đình, các em học sinh còn nhiều khó khăn trên địa bàn. Cái chương trình này hết sức nó có ý nghĩa, nó giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp bước đến trường. Tôi mong rằng cái chương trình này nó được lan tỏa đối với những địa phương như địa phương xã Miền Tây, vùng biên giới như chúng tôi. Qua chương trình thì các anh chị đã mang đến cho con những cái phần quà, những cái dụng cụ học tập, những cái học bổng, những lời động viên và đem đến cho con tinh thần học hành thoải mái hơn, tốt hơn. Qua cái chương trình này thì chúng tôi mong muốn góp một cái phần nhỏ về cái năng lực của doanh nghiệp vào công việc chăm lo cũng như là việc phụ sự xã hội. Mỗi một hoàn cảnh, mỗi một gia đình và mỗi một địa phương sẽ có thêm được cái nguồn lực để phát triển xã hội một cách tốt hơn. Không chỉ hỗ trợ chăm lo công tác an sinh xã hội, chương trình Nghĩa tình biên cương tiếp bước tương lai còn góp phần chung tay cùng địa phương xây dựng nông thôn mới tại vùng phên dậu biên giới Đức Huệ, Long An. 100 mẫu thiết kế trong bộ sưu tập Cruise 2024 của nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú, Đinh Trường Tùng đã được trình diễn trong khuôn viên ga Sài Gòn, mang đến trải nghiệm mới cho giới mộ điệu thời trang. Show diễn nhằm tôn vinh thành tựu của ngành đường sắt Việt Nam nói chung và vẻ đẹp, sự hiện đại của ga Sài Gòn nói riêng. Thương hiệu Vũ Ngọc và Son đã mang đến những mẫu thiết kế nổi bật với sắc cam và họa tiết hoa phượng làm chủ đạo, lấy cảm hứng từ những chuyến tàu thanh xuân rực rỡ. Đây là lần đầu tiên một show diễn thời trang được cấp phép biểu diễn trong không gian đặc biệt mang nhiều ý nghĩa lịch sử và văn hóa, nhằm mục đích thông qua thời trang để quảng bá nhà ga Sài Gòn cũng như sự phát triển của ngành đường sắt trong những năm gần đây. Thông qua show diễn, hai nhà thiết kế mong muốn tôn vinh thành tựu của ngành đường sắt Việt Nam nói chung, vẻ đẹp hiện đại của ga Sài Gòn nói riêng, góp phần kết nối du lịch, phát triển kinh tế. Đây là show diễn cá nhân thứ 14 của bộ đôi nhà thiết kế. Trước đó, cả hai từng tổ chức các chương trình thời trang tại những địa điểm nổi tiếng gắn liền với văn hóa lịch sử của Việt Nam như Đại Nội Huế, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh, phố cổ Hội An. Tiếp theo là các tin tức quốc tế. Ngày 12 tháng 8, Nhà Trắng cho rằng Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm của Tehran có thể sẽ tấn công Israel ngay trong tuần này. Người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Mỹ và các đồng minh đang chuẩn bị cho một loạt các cuộc tấn công lớn do Iran hậu thuẫn sau khi Tehran và nhóm Hamas cáo buộc Israel ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh vào tháng trước.
Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ, nhưng rất khó xác định thời điểm cụ thể về cuộc tấn công của Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm hay nó sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng chúng tôi phải chuẩn bị cho một loạt các cuộc tấn công lớn. Vì vậy, chúng tôi đã tăng cường lực lượng và khả năng phản ứng trong khu vực vài ngày qua. Ông Kirby nói thêm Mỹ không muốn thấy Israel phải tự vệ trước một cuộc tấn công khác như đã làm hồi tháng 4, nhưng cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Tel Aviv. Trước đó, trong ngày 11 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ra lệnh triển khai một tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường và nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln tới Trung Đông. Trong ngày 12 tháng 8, Israel tiếp tục các hoạt động tại dải Gaza. Các cuộc không kích đã khiến ít nhất 25 người thiệt mạng. Trong lúc đó, nhiều người dân phải rời bỏ nơi ở sau những lệnh sơ tán mới. Khi giao tranh vẫn tiếp diễn, Hamas đã tỏ ra hoài nghi về cuộc đàm phán ngừng bắn mới dự kiến diễn ra trong ngày 15 tháng 8. Nhóm này cho rằng lời kêu gọi về vòng đàm phán mới là sự phối hợp với Israel để kiềm chế khả năng phản ứng từ Iran và Hezbollah sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran và một lãnh đạo cấp cao của Hezbollah tại Liban. Trước nguy cơ xung đột ở Trung Đông đang lan rộng có thể hạn chế nguồn cung dầu thô toàn cầu, giá dầu đã tăng hơn 3% trong ngày 12 tháng 8. Đây là phiên thứ 5 liên tiếp mặt hàng này tăng giá. Cũng trong ngày 12 tháng 8, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel cho biết nước này đang quan sát những diễn biến tại khu vực Trung Đông, đặc biệt liên quan đến khả năng Iran tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Israel. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và các nước đồng minh kêu gọi Iran kiềm chế, không làm căng thẳng leo thang. Trong bài phát biểu tại Tel Aviv, Thiếu tướng Daniel Hagari cho biết, trước các nguồn tin dự báo sắp xảy ra cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel, Iran vẫn đang theo dõi sát những diễn biến ở Trung Đông, đồng thời sẵn sàng ở mức cao nhất trong phòng vệ và tấn công. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel vẫn chưa đưa ra hướng dẫn mới cho người dân về công tác an ninh và an toàn. Động thái của Israel diễn ra trong bối cảnh nguồn tin khu vực ngày 12 tháng 8 cho biết một cuộc tấn công trả đũa của Iran và các lực lượng vũ trang Hồi giáo nhằm vào Israel có thể diễn ra trong vòng 24 giờ. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc trao đổi với các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Đức và Italia để thảo luận về tình hình căng thẳng ở Trung Đông, trong đó kêu gọi Iran kiềm chế, đồng thời bày tỏ tán thành lời kêu gọi từ Mỹ, Qatar và Ai Cập nối lại các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Gaza. Còn tại cuộc điện đàm riêng với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Thủ tướng Anh hôm qua đã hối thúc Iran kiềm chế hành động trả đũa và kêu gọi các bên giữ bình tĩnh, tránh làm xung đột lan rộng. Ngày 12 tháng 8, Hamas cho biết một con tin người Israel đã bị lính canh gác giết chết ở Gaza. Đây là lần đầu tiên Hamas thừa nhận giết chết con tin. Trước đó, nhóm này thường đổ lỗi các vụ sát hại con tin là do Israel đánh bom. Trên ứng dụng Telegram, người phát ngôn của Hamas Abu Ubaidah cho biết, Israel phải chịu trách nhiệm cho những vụ thảm sát người Palestine và những hệ quả ảnh hưởng tới mạng sống của các con tin. Hamas còn thông báo ngoài con tin nam người Israel bị giết, hai con tin khác là phụ nữ cũng bị thương nặng. Israel cho biết chưa có báo cáo tình báo nào xác nhận thông tin mà Hamas đưa ra. Lực lượng phòng vệ Israel vẫn đang điều tra. Theo báo Times of Israel, các tay súng Hamas đã bắt giữ 251 con tin trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Đến nay, 111 con tin vẫn đang bị giam cầm ở Gaza, trong đó quân đội Israel xác nhận 39 người đã chết. Ngày 12 tháng 8, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine thông báo Kiev đã kiểm soát khoảng 1.000 km vuông vùng Kursk của Nga. Đây là tuyên bố công khai đầu tiên kể từ khi Ukraine phát động cuộc tấn công vào Kursk. Thông tin được công bố trong cuộc họp của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với các quan chức nước này. Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đang kiểm soát khoảng 1.000 km vuông của Nga. Giao tranh xảy ra trên toàn bộ tiền tuyến, tình hình vẫn đang trong tầm kiểm soát. Trước đó vài giờ, quyền thống đốc vùng Kursk Alexei Smirnov ước tính Ukraine đã kiểm soát một vùng rộng 40 km, sâu 12 km với 28 khu dân cư. Chiến sự tại đây đã làm 12 dân thường thiệt mạng và 121 người khác bị thương, trong đó có 10 trẻ em.
Trong video cập nhật tình hình hàng đêm, Tổng thống Zelensky cho biết cuộc tấn công vào Kursk liên quan đến vấn đề an ninh của Ukraine, do nhiều cuộc tấn công vào Ukraine đã được phát động từ đây. Theo ông, vùng Sumy ở phía đông bắc Ukraine giáp biên giới với Kursk đã bị tấn công gần 2.100 lần kể từ ngày 1 tháng 6. Ông Zelensky khẳng định sẽ buộc Nga phải chấp nhận lập lại hòa bình. Sáng nay, theo giờ Việt Nam, tỷ phú Elon Musk đã phỏng vấn ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump trên mạng xã hội X. Hơn 1 triệu người đã theo dõi cuộc trò chuyện. Hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề, từ vụ ám sát hụt ông Trump, người di cư bất hợp pháp, cho đến căng thẳng ở Trung Đông. Cuộc phỏng vấn đã bị trì hoãn hơn 40 phút. Theo ông Musk, nguyên nhân là do bị tấn công mạng. Khoảng 1,3 triệu người đã nghe trực tiếp cuộc phỏng vấn kéo dài hơn 2 giờ. Theo hãng tin AP, ông Musk và ông Trump đã trò chuyện một cách thân thiện. Tuy nhiên, cuộc thảo luận không tiết lộ nhiều về kế hoạch của ông Trump cho chiến dịch bầu cử. Cựu Tổng thống Mỹ chủ yếu dành nhiều thời gian kể về vụ ám sát hụt gần đây, cam kết sẽ tiến hành đợt trục xuất người di cư bất hợp pháp lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ngoài ra, ông Trump tiếp tục chỉ trích Tổng thống Joe Biden và công kích ứng viên đảng Dân Chủ Kamala Harris. Hôm qua, cảnh sát Anh cho biết đã xảy ra một vụ đâm dao tại quảng trường Leicester ở trung tâm thủ đô London, khiến ít nhất 2 người bị thương. Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm và loại trừ động cơ khủng bố. Theo thông tin từ cảnh sát Anh, vụ đâm dao làm một bé gái 11 tuổi và một phụ nữ bị thương. Nơi xảy ra vụ đâm dao là một trong những địa điểm du lịch đông đúc nhất ở London. Đối tượng gây án là một người đàn ông 32 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ. Cơ quan điều tra đã loại trừ khả năng vụ việc có liên quan đến khủng bố và cho biết kẻ tấn công và các nạn nhân không quen biết nhau. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh nước Anh bùng phát bạo loạn sau vụ đâm dao ở vùng England hôm 29 tháng 7 khiến 3 bé gái thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Dù tình hình hiện đã lắng dịu, song chính phủ Anh hôm qua vẫn yêu cầu các quan chức cần cảnh giác cao và không được chủ quan. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết một trận động đất mạnh 4,4 độ đã xảy ra tại khu vực Los Angeles thuộc bang California vào lúc 12 giờ 20 phút ngày 12 tháng 8 giờ địa phương. Theo báo cáo ban đầu, không có thương vong. Tâm chấn trận động đất có độ sâu khoảng 12,1 km và nằm bên dưới khu dân cư đông đúc của Los Angeles, rung lắc được cảm nhận rõ. Dư chấn cũng lan đến San Diego ở phía nam và vùng sa mạc Palm Springs ở phía đông. Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ xác nhận trận động đất này không gây ra sóng thần. Sở cứu hỏa Los Angeles đã kích hoạt cơ chế ứng phó động đất. Các lực lượng tại 106 đồn chữa cháy đang khảo sát khu vực rộng 1.200 km2. Thiệt hại duy nhất là vỡ đường ống nước tại tòa thị chính thành phố Pasadena. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.